Đây, chào mọi người nha. Nay lên cho anh em một con tay cục 330T dòng khai thác nha mọi người. Thì con này dòng tay cục mà để khai thác trên cao á, công suất lớn nha mọi người. Thì con này thì trọng lượng nó tầm 5 xích luôn, tầm 4kg nha. Thì con này nó chỉ chạy thua cái con Austin 020T thôi nha. Đó. Mà nó lại giá tiền thì nó lại rẻ hơn con Austin nha mọi người. Thì con này có lam xích đầy đủ á, nó chạy xích 91 nha, lam 4 tấc mà tại em chưa gắn nha. Thì để cái đầu mình quay cho nó gọn nha. Con này thì riêng toàn tập nha mọi người, không tật lỗi nha. Đó. Con này là made in da băng nha. Con này là của Nhật á, Echo Kirit của Nhật á. Con này nó màu trắng nha, 330T. Còn nó có cái chung đời nó là CS35 á mọi người. Nó màu cam đen nha. Thì nó cũng cùng chung một công sức với nhau thôi. Đó, con này thắng bọng còn nguyên nè. Đó, làm xích đầy đủ thì bán cho mọi người giá 2,6 triệu nha. 2,6 triệu luôn. Đó. Thì xích thì quán sẽ gắn cho mọi người xích mới nha. Làm rin tặng một vũa nè, một đồ mở bogey và một cái bao lam rin nha mọi người. Rồi thì bây giờ em vô cái tiếng test nổ cho mọi người xem luôn nha. Không biết còn xăng luôn. À, okay, còn. Đó. Con này là công suất lớn để anh em mà đoạn dừa, đoạn xà cừ đồ nha mọi người. Này bật lên là đóng le nha. Giật nổ xong rồi mình bóp ra tự động nó trồi xuống nha. Đó, xuống là tắt, lên là mở nha mọi người. Đó, đóng le lại, giật nha. Nguyên rin hết gì giật cắn bóp á. GMT nó còn hơi lớn á, em chưa có căn chỉnh lại nha mọi người. Nói chung là cái máy này là nhớt nhau ok nè, nổ không tật lỗi nha. Đó, anh em cô chú nào thích thì cứ việc nhắn cho quán nha. Và quán bắt lam sên đầy đủ cho mọi người. Thì anh em cô chú nào thích cứ việc nhắn hoặc điện thoại Zalo cho em nha. Số điện thoại cũng là Zalo của em đó. Thì số điện thoại lúc nào em cũng để trên cái bài cho mọi người bấm vô cái link xem thêm á là sẽ thấy số điện thoại em, số điện thoại Zalo luôn nha. Rồi, thì em sẽ nổ lại cho mọi người một phát nữa nha. Thì thầm luôn. Rồi, thì anh em nào mà ưng con máy này cứ việc nhắn cho quán Vĩnh Long nha. Rồi, quán chào mọi người nha.